Còn chụp hình nữa không anh? Em mệt thì nghỉ. Anh muốn hình phải đẹp. Em chuẩn bị cưới à? Em không muốn. Vì anh đã không hôn một mình em. Ui hay quá Linh. Dạ cũng thường thôi. Dạ làm được mà. Ui dạ. Ui dạ. Muốn chiến thắng trong điền kinh á thì tốt nhất vừa chạy vừa thải đinh. Tại sao em không nói cho anh biết? Em thích làm những việc đó. Anh không thể cưới một vũ nữ. Em hết hồn mà. À, trời đất ơi, bánh bè mà làm chuyện nặng nhọc vậy. Ta tập 1 năm 6 múi, mình 6 năm có múi à. Đừng có mơ với tưởng mà ăn tương với mỡ. Ui da, chơi mất dạy mày. Ủa, anh trai cây nước đá 120, mang ra đây tính 1.2 triệu. Đồng tiền của cô bao giờ cũng là đồng tiền khôn mà. Tại sao mày trở lại? Không phải là bí mật của em với anh, mà là bí mật của một người khác. Anh vô chỗ chó ngồi nghe, chỗ đó hợp với anh hơn. Không, Kim, I love you.